nhận định, dự đoán kết quả Đức vs Maroc World Cup nữ 2023. Nhận định Đức vs Maroc, bảng H World Cup nữ 2023, 15 giờ 30 phút ngày 24 tháng 7. Dự đoán kết quả Đức vs Maroc chính xác nhất. Trận đấu giữa Đức và Maroc tại bảng G World Cup nữ 2023 diễn ra lúc 15 giờ 30 phút ngày 24 tháng 7. Nhận định Đức vs Maroc, trong 8 lần tham dự World Cup nữ trước đây, đội tuyển Đức chưa khi nào phải dừng bước ngay từ vòng đấu bảng. Với chiến tích 2 lần lên ngôi liên tiếp vào các năm 2003 và 2007, Đức xứng đáng được xếp vào nhóm những ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vô địch. So với đội tuyển Đức, tuyển nữ Maroc là đội bóng ít tên tuổi hơn nhiều. Nên nhớ, tuyển nữ Maroc đang xếp thứ 72 trên thế giới, kém đội tuyển Đức tới 70 bậc. Rõ ràng, sự chênh lệch đẳng cấp giữa đại diện châu Phi và đối thủ là rất lớn. Điều này khiến các chuyên gia dự đoán đội tuyển nữ Maroc khó tránh khỏi một thất bại. Trong quá khứ, đội tuyển Maroc và Đức chưa từng gặp nhau. Tuy nhiên, Maroc nên lo ngại bởi Đức thực sự là khắc tinh của các đại diện châu Phi. Trong 5 lần đụng độ các đội bóng tới từ lục địa đen ở World Cup nữ, Đức không chỉ toàn thắng mà còn chưa phải nhận bàn thua nào. Tuy nhiên, Đức bước vào World Cup nữ 2023 với nhiều chỉ trích và hoài nghi từ người hâm mộ nước nhà. Họ chỉ có duy nhất một trận thắng cách biệt tối thiểu 2-1 trước đội tuyển nữ Việt Nam và thất bại trong 2 trận giao hữu gần đây. Do bị chấn thương nên cặp đôi Huynh và Simon của Đức sẽ không thể tham dự trận đấu tới. Trong khi đó, khả năng ra sân của Overdot hiện vẫn chưa rõ ràng. Bên phía Maroc, nhân tố quan trọng nhất của đội bóng này là tiền đạo thủ quân Chepbeck đã sẵn sàng xung trận. Với 21 lần làm tung lưới đối phương trong 61 trận khoác áo đội tuyển quốc gia, trận sút 32 tuổi này có thể gây ra khó khăn cho hàng thủ đại diện châu Âu. Dự đoán kết quả trận Đức vs Maroc hay không? Đội hình dự kiến Đức vs Maroc: Đức 4-3-3 Fonstein hơn, Dorsal Kaze, Nussmann, Rauch, Magun, Lohmann, Dabrich, Hutch, Hochbrand. Maroc 4-4-1-1 Amici, Vedoani, Ethaiz, Mabet, Segia, Aouzaoui, Amani, Nakash, Chagnao, Chepbeck, Ayen.